Từ tối ngày 27 đến rạng sáng ngày 28 tháng 9, tại thành phố Đà Nẵng có mưa rất to, kèm gió lớn. Toàn thành phố Đà Nẵng bị tốc mái 2 căn nhà, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89. Chưa xảy ra thiệt hại về người. Tại các tuyến đường Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, lực lượng dân quân thường trực, lực lượng cơ động huy động hơn 20 người tiến hành thu dọn cây cối ngã đổ. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện tại có khoảng 13 trường học bị sập một đoạn tường rào, bị tốc mái tôn. Tại tỉnh Kon Tum, huyện Kon Plong, huyện biên giới Đắk Lây, có mưa, gió to, rất nguy hiểm, sông suối dâng lên rất nhanh. Các xã Đắk Plô, Đắk Nhông, Đắk Bét đang mất điện. Ở huyện Tu Mơ Rông, một số tuyến đường bị hỏng, cây đổ gây chia cắt giao thông. Mưa lớn đã làm cầu Đắk Long trên tuyến đường huyết mạch Hồ Chí Minh bị ngập, khiến giao thông bị chia cắt. Xe đi từ Quảng Nam đến thành phố Kon Tum và ngược lại, phải dừng nằm chờ hoặc quay đầu. Tại điểm cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4. Phó Thủ tướng lưu ý, cần tiếp tục theo dõi diễn biến bão để triển khai ứng phó, hiện vẫn chưa được ngừng nghỉ. Bộ Chỉ huy Quân sự Bộ đội Biên phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị hành quân về các khu vực bị thiệt hại nặng do bão số 4 gây ra để giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, thu dọn cây xanh đổ gãy để bà con sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh Quảng Nam có 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục. Tỉnh Bình Định cũng đang mất điện tại một số khu vực. Mực nước một số sông từ Quảng Bình đến Phú Yên đã lên mức báo động 1 đến báo động 2. Ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, cầu tạm nằm trên tuyến đường độc đạo vào trung tâm xã Vĩnh Ô bị lũ cuốn trôi gây chia cắt giao thông, khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu thuộc 6 thôn trên địa bàn xã này bị cô lập hoàn toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.